Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Quyển Thượng, Hán Dịch, Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng, Việt Dịch, Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Chí sổ bệnh rán Chinh Xin Địa, Vũ Chinh Phổ Tạng Đạ Sứ Tôn, Nam Phong Sư Địa Dùng Xiang Yến, Xiang Yủ Hoa Yến Chí Hoa Yủ, Bảo Yủ Bảo Yến Vũ Sụ Trọng, Vĩ Xiang Vĩ Rui Biện Trang Yến. 天人问佛是何因，佛言地藏菩萨智，三世如来同赞叹，十方菩萨共皈依。我今素执善因缘，称扬地藏真功德，慈音积善，示救众生，手中金锡震开地狱之门，掌上明珠光射大千世界，智慧因理。 吉祥云中为阎浮提苦众生，做大正明功德主，大悲大愿大圣大慈，本尊地藏菩萨摩诃萨。开经记，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实意。 南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无大愿地藏菩萨摩诃萨，南无大愿地藏菩萨摩诃萨，南无大愿地藏菩萨摩诃萨，南无大愿地藏菩萨摩诃萨。Thần thông trên cung trời đao lợi. Phẩm thứ nhất. Phật vị thần thông, ta nghe như thế này. Một thuở nọ, tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó, bất khả thuyết, tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác vũ trược mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sinh can cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn, như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ, vầng mây sáng rỡ đại từ bi, dừng mây sáng rỡ đại trí huệ, dừng mây sáng rỡ đại bát nhã, dừng mây sáng rỡ đại tam muội, dừng mây sáng rỡ đại kiết tường, dừng mây sáng rỡ đại phước đức, dừng mây sáng rỡ đại công đức, dừng mây sáng rỡ đại quy y, dừng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết dừng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu, như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm, tiếng mây sấm lớn. Trời rồng hội họp. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng di diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời, rồng, quỷ, thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời Đao Lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sinh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức,
trời nghiêm sức quả thiệt, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời ma hê phủ la, cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng, cùng các chúng quỷ, thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông chằm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác như ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi tất cả chư Phật, Bồ Tát và trời, rồng, quỷ, thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm, trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: đến ta dùng Phật nhãn xem, hãy còn không đếm xiết. Số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát, từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng đặng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn, trời, rồng, tám bộ chúng và những chúng sinh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sinh lòng nghi ngờ. Dầu cho có lạy dân đi nữa, cũng chưa khỏi hủy báng. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế? Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: ví như bao nhiêu cỏ, cây, lùm rừng, lúa, mè, tre, lau, đá, núi, bụi bặm trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, cứ một vật là một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, một hột cát là một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hột bụi nhỏ là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị Thập Địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên. Huống là những thuở ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, dẫn đến vẽ, khắc, đắp, sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Trưởng giả tử phát nguyện: này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó
trong đời của Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy, Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng: từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảm bày nhiều phương tiện, làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật Đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, Ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ. Lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời Tượng Pháp, có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh khi ngôi Tam Bảo. Thuở ấy, mặc dù thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sinh chính kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quý mà sinh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia, thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm, thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng. Tự nghĩ thầm rằng: Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật, chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sinh vào chốn nào. Nghĩ đến đó, thánh nữ buồn tủi rơi lệ, chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng: đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, mà ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội thương tình của chúng sinh, nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau, thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng: cúi xin Đức Phật xót thương, bảo ngay cho rõ chỗ thác sinh của mẹ con. Nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rảo bên này xua đuổi bên kia,
thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn phạt chìm phạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu. Răng nanh chĩa ra ngoài miệng, bén nhọn dường gươm, lùa những người tội gần thú dữ. Rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm quắp đầu chân người tội lại. Hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy, thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghinh tiếp, hỏi thánh nữ rằng: "Hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này?" Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng: "Đây là chốn nào?" Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: "Đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di." Thánh nữ hỏi rằng: "Tôi nghe trong núi Thiết Di có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng?" Vô Độc đáp rằng: "Thiệt có địa ngục." Thánh nữ hỏi rằng: "Nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó?" Vô Độc đáp rằng: "Nếu không phải sức oai thần cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến đó được." Thánh nữ lại hỏi: "Duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tội cùng với các thú dữ?" Vô Độc đáp rằng: "Những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn do tuần về phía đông lại có một cái biển, những sự thống khổ trong biển sắp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm dời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc rằng: "Địa ngục ở đâu?" Vô Độc đáp rằng: "Trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số 5.000, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn, thời có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở. Bậc kế nữa có đến 1.000, cũng đầy không lường sự thống khổ." Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng: "Thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào?" Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng: "Thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì?" Thánh nữ đáp rằng: "Thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chính pháp, xong rồi chẳng kính. Dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu." Vô Độc hỏi rằng: "Thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì?" Thánh nữ đáp rằng: "Thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ của tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi." Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng: "Xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đặng thác sinh cả." Nói xong, quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ Dường Chiêm Bao chợt tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước áp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng: "Tôi nguyện từ nay dẫn đến đời vị lai những chúng sinh mắc phải tội khổ,
thì tôi lập ra nhiều phương trước, làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Quỷ Dương Vô Độc trước đó nay chính ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Phân thân tập hội. Phẩm thứ hai: Hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn ức Na Do Tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó, thảy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho trụ nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác, trọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay, trôi lăn trong dòng sinh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi ủy thác: Bây giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: Ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sinh can cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ tà về chính. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sinh quen theo tính ác. Muốn độ chúng đó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sinh đó, hoặc có người căn tính sáng lẹ, nghe pháp của ta thời liền tính nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sinh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời, rồng, hoặc hiện ra thân quỷ, thần, hoặc hiện ra rừng, núi, sông, ngòi, ao, rạch, suối, làm lợi ích cho mọi người, để rồi độ họ được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm dương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc dương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Dẫn đến hiện ra những thân thanh văn, la hán, bích chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sinh, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn, độ thoát những chúng sinh can cường đầy tội khổ, khó khai hóa như thế. Ngoài ra, những kẻ chưa điều phục được, thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời Đao Lợi, ân cần phó chút cây, mà gắn độ chúng sinh, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà này, đến lúc Phật Di Lặc ra đời, đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật, được Đức Phật thọ ký. Bây giờ, những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: Từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt nhiều, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà sa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo, khỏi hẳn dòng sinh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sinh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát,
một bụi nhỏ hoặc chỉ bằng chừng mảy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cúi mong Đức Như Lai, chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Cúi mong Đức Như Lai, chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy, Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: "Hay thay, hay thay, ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện. Từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề." Quán chúng sinh nghiệp duyên, phẩm thứ ba. Phật Mẫu thưa hỏi. Lúc đó, Đức Phật Mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân, chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: "Thánh giả, chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào?" Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: "Trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp, dẫn đến bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật, vân vân, cũng sai khác như thế, chứ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu." Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: "Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm lấy ác đạo." Ngài Địa Tạng đáp rằng: "Thánh Mẫu, trong mong Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó." Thánh Mẫu bạch rằng: "Xin Thánh giả nói cho." Bồ Tát lược thuật. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: "Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây: như có chúng sinh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sinh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không khi nào ra khỏi được. Hoặc có chúng sinh xâm tổn của thường trụ, ô phạm tăng ni, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết, hoặc hại. Những chúng sinh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sinh giả làm thầy sa môn, kỳ thực tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác. Hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sinh trộm cắp những tài vật lúa gạo, đồ ăn uống, y phục, vân vân của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: "Thánh Mẫu, nếu có chúng sinh nào phạm những tội như trên đó, thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được." Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát: "Thế nào là vô gián địa ngục?" Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: "Thánh Mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Di, lớn có 18 chỗ, thứ kế đó 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau. Thứ kế lại có 1000 danh hiệu, cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp dòng ngục thành hơn 8 muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt, cao đến 1 muôn dặm. Lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống, trong ngục thành đó có các nhà địa ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là Vô Gián. Ngục này châu di 1,8 muôn dặm, tường ngục cao 1000 dặm, toàn bằng sắt cả. Lửa cháy hực hở suốt trên suốt dưới. Trên tường ngục rắn sắt, chó sắt, phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia.
trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm. Một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cái giường. Đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường. Đó là do gì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm dời như thế? Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với loại ác quỷ, răng nanh bén nhọn giường gương, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bầm chặt. Lại có quỷ dạ xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi dồi lên trên không, lấy chĩa hứng lấy để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội. Lại có rắn sắt cắn đầu người tội. Nơi lóng đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội, một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sinh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại, thời lại sinh vào cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại, thời cũng xoay dần sinh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong, thời sinh trở về thế giới này. Những sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó. Lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Thứ nhất, tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớt nên gọi là vô gián. Thứ hai, một người tội thân đầy chật cả ngục, nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đều đầy chật cả ngục nên gọi là vô gián. Thứ ba, những khí cụ để hành hình tội nhân như chĩa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giả, cối xay, cưa, đục, dao mát, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống liền đầu, nước sắt nóng rưới thân, đói thời ăn toàn sắt nóng, khát thời uống nước sắt sôi. Từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nối nhau luôn, không một giây ngừng ngớt, nên gọi là vô gián. Thứ tư, không luận là trai hay gái, mường, máng, mọi rợ, già trẻ, sang hèn, hoặc là rồng, là trời, hoặc là thần, là quỷ, hễ gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ, nên gọi là vô gián. Thứ năm, nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đêm muôn lần chết, muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sinh. Do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế, nếu nói rộng ra, thời tên của những khí cụ để hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, dầu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không xiết lo rầu. Bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Nghiệp cảm của chúng sinh, phẩm thứ tư. Bồ Tát dân chỉ. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con đương sức oai thần của Đức Như Lai, nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sinh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sinh trong sáu đường đều đặng độ thoát. Xin dâng bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo.
Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: những chúng sinh mà chưa được giải thoát, tính thức của nó không định, hễ quen làm dữ thời kết thành nghiệp báo dữ, còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành. Làm lành cùng làm dữ tùy theo cảnh duyên mà sinh ra, lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngớt, mê lầm chướng nạn trải đến kiếp số nhiều như di trần. Ví như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy, thoạt hoặc tạm được ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sinh đó. Đời trước ông Trót đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn, độ hết cả hàng chúng sinh bị tội khổ, thời ta còn lo gì? Định Tự Tại Vương bạch hỏi: khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội có vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại Vương ra bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cúi mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát: lắng nghe, lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Ông vua nước lân cận, vô lượng vô số Na Do Tha Bất Khả Thuyết kiếp về thuở trước, lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng, chính biến tri, minh hạnh túc, thiện tuệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật đó thọ sáu muôn kiếp. Khi ngài chưa xuất gia, thời ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua nước lân cận. Hai vua đồng thực hành 10 hạnh lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác. Hai vua cùng nhau bàn tính, tìm những phương trước để chắc dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện: tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ dân chúng ấy, làm cho đều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện: như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là đức Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chưa hết những chúng sinh tội khổ, thời chưa nguyện thành Phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Quan Mục cứu mẹ. Lại vô lượng vô số kiếp về ở trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời mạt pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sinh. Nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng rồi hỏi: nàng muốn những gì? Quan Mục thưa rằng: ngày thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi. Chẳng rõ thân mẫu tôi thác sinh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương, bèn nhập định quan sát. Thời thấy bà mẹ của Quan Mục đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở. La Hán hỏi Quan Mục rằng: thân mẫu người lúc sinh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Quan Mục thưa rằng: ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạnh, phần nhiều là hay ăn cát con và trạnh con, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đếm số cá trạnh của người đã ăn, thời đến hơn nghìn muôn. Xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán xót thương bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Quan Mục rằng: ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng Đức Phật, thời kẻ còn cùng người mất đều được phước lợi. Quan Mục nghe xong liền xuất tiền của họa tượng Phật mà thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung kính thóc thang chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật.
Đêm đó, nàng chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo Quan Mục rằng: "Chẳng bao lâu đây, thân mẫu ngươi sẽ thác sinh vào trong nhà của ngươi." Khi vừa biết đói lạnh, thời liền biết nói. Sau đó, đứa tớ gái trong nhà sinh một đứa con trai, chưa đầy ba ngày đã biết nói. Trẻ đó buồn khóc mà nói với Quan Mục rằng: "Nghiệp duyên trong dòng sinh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm. Từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người, đời nay được thọ sinh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở?" Nghe đứa trẻ nói, Quan Mục biết chắc là mẹ mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: "Đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình. Đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế?" Đứa trẻ đáp rằng: "Do hai nghiệp, giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ." Quan Mục hỏi rằng: "Những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao?" Đứa trẻ đáp rằng: "Những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dầu đến trăm nghìn năm cũng không thuật hết được." Quan Mục nghe xong, than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữa hư không rằng: "Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi, không còn có trọng tội, cùng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hẳn chúng tam đồ và hạng hạ tiện, cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa. Tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: từ ngày nay dẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chúng ác đạo, địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ, vân vân. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chính giác?" Quan Mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: "Này Quan Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thác sinh làm người phạm chí, sống lâu trăm tuổi. Sau đó giảng sinh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể. Sau rốt sẽ thành Phật độ nhiều hạng người, trời, số đông như số cát sông Hằng." Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: "Vị La Hán phước lành độ Quan Mục thuở đó chính là Vô Tận Ý Bồ Tát. Thân mẫu của Quan Mục là ngài Giải Thoát Bồ Tát. Còn Quan Mục thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy." Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn, phát ra hằng hà sa số lời thệ nguyện độ khắp chúng sinh như thế. Trong đời sau, như có chúng sinh không làm lành mà làm ác, dẫn đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm, vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt, ác khẩu, kẻ hủy báng đại thừa, những chúng sinh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát chừng trong khoảng khảy móng tay, những chúng sinh đó liền đặng thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen, cùng dâng cúng những y phục, đồ ăn vật uống, các thứ chân bảo, thời người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui thắng diệu. Hoặc lúc phước trời hết, sinh xuống chốn nhân gian, vẫn còn thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp,
lại nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình. Này Định Tự Tại Vương, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn, không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sinh như thế. Các ông, những bậc Bồ Tát, phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài Định Tự Tại Vương bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sinh. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong, bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Tứ Thiên Vương hỏi Phật: Bây giờ bốn ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa dẫn lại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết? Ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa, cúi mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn vị Thiên Vương rằng: Hay thay, hay thay, nay vì muốn được sự lợi cho chúng sinh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sinh tử nơi Diêm Phù Đề ở Ta Bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt, độ thoát tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ. Bốn ông Thiên Vương bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng: Từ kiếp lâu xa dẫn đến ngày nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sinh vẫn còn chưa mãn nguyện. Ngài thương xót chúng sinh mắc tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lây dây mãi không dứt. Vì lẽ đó nên Ngài lại phát ra lời trọng nguyện: Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề nơi thế giới Ta Bà, dùng trăm nghìn muôn ức phương trước để giáo hóa chúng sinh. Này bốn ông Thiên Vương, Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời Ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời Ngài dạy rõ quả báo làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời Ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi, miệng lỡ. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời Ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn, thời Ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được toại nguyện. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời Ngài dạy rõ quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời Ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp cha ghẻ, mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời Ngài dạy rõ quả báo thác sinh trở lại hiện đời bị roi giọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời Ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo, thời Ngài dạy rõ quả báo đuôi, điếc, câm, ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời Ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và du bán tăng già, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sinh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời Ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, thời Ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tao ta kiêu mạn cống cao, thời Ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm chọc gây gỗ,
thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời Ngài dạy rõ quả báo thọ sinh vào chốn hẻo lánh. Những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, từ nơi thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế, nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng sinh trong chốn Diêm Phù Đề như thế, Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương trước để giáo hóa đó. Những chúng sinh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế, sao lại đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sinh. Bốn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Quyển thượng hết. Bổn nguyện Địa Tạng, đao lợi thiên cung, thần thông hiển hóa độ quần mông. Đời ngũ trược khó thông, chúng sinh can cường, ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Quyển Trung. Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Danh hiệu của địa ngục, phẩm thứ năm. Phổ Hiền hỏi: Lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin Ngài vì trời, rồng, bát bộ và tất cả chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng sinh bị tội khổ ở trong cõi Ta Bà cùng Diêm Phù Đề này, và nói những sự về quả báo không lành, làm cho chúng sinh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Di. Dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián. Lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ. Lại có địa ngục tên là Tứ Giác. Lại có địa ngục tên là Phi Đao. Lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn. Lại có địa ngục tên là Giáp Sơn. Lại có địa ngục tên là Thông Thương. Lại có địa ngục tên là Thiết Sa. Lại có địa ngục tên là Thiết Sàng. Lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu. Lại có địa ngục tên là Thiết Y. Lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn. Lại có địa ngục tên là Thiết Lư. Lại có địa ngục tên là Dương Đồng. Lại có địa ngục tên là Bảo Trụ. Lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa. Lại có địa ngục tên là Canh Thiệt. Lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ. Lại có địa ngục tên là Thiên Cước. Lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn. Lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng. Lại có địa ngục tên là Chánh Luận. Lại có địa ngục tên là Thiết Thù. Lại có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Di có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn. Lại có địa ngục Kiếu Oán, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phẫn Điếu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngưu, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ,
địa ngục thiêu cước, địa ngục đảo thích, địa ngục hỏa ốc, địa ngục thiết ốc, địa ngục hỏa lan. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, dẫn đến trăm nghìn. Trong số đó, danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu dường biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế, chúng sinh chớ khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dầu đến bảy múng đều phải chịu lấy. Chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường. Dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trông mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sinh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, những sự tội báo trong chúng địa ngục như vậy. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày lên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục giặt dầu sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bựng lửa lớn bay tắt vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thường là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phẫn tiểu, hoặc có địa ngục lao gai chông sắt, hoặc địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt quấn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắt. Nhân giả, những quả báo như thế trong mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này do các hạnh nghiệp quý ác của chúng sinh mà cảm dời ra. Nếu tôi thuộc rõ cả những sự về tội báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế. Nếu nói rõ cả, thời cùng kiếp nói cũng không hết. Như Lai Tán, phẩm thứ sáu. Phật phóng quang dạng bảo. Lúc đó, khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn, soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hằng hà sa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó, vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng: Tất cả hàng đại Bồ Tát và trời, rồng, quỷ, thần, vân vân, lắng nghe hôm nay ta khen ngợi rao bày những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sinh. Sau khi ta diệt độ, thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời, rồng, quỷ, thần, vân vân nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sinh đều khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Phổ Quảng Thư Thịnh. Nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Nay con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế, trông mong Đức Như Lai lại vì những chúng sinh trong thời mạt pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát
làm lợi ích cho hàng trời, người, làm cho hàng trời, rồng, bát bộ và chúng sinh trong đời sau kính dâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát cùng trong tứ chúng rằng: Lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì các ông nói lược về những sự phước đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quảng bạch Phật rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe. Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát: Trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng, như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào, hoặc là họa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sinh lên cõi trời Đao Lợi 100 lần, không còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa. Ví dụ ngày kia phước trời đã hết mà sinh xuống nhân gian, cũng vẫn làm việc quốc dương, không hề mất sự lợi lớn. Khỏi nữ, nữ thân, thân. Như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cất bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt, vân vân, ngày ngày thường đem hoa, hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu, vân vân, cúng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mãn một thân gái hiện tại, thời đến 100.000 muôn kiếp còn không sinh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thọ thân gái. Trừ khi vì lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sinh, nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong 100.000 muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Thân xinh đẹp. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát chí tâm chiêm ngưỡng, đảnh lễ chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong 1000 vạn kiếp thọ sinh được thân hình tướng mạo xinh đẹp, không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái, thời 100.000 muôn ức đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm dương phi, dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trưởng giả, tướng mạo đoan trang, xinh đẹp. Do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như thế. Quỷ thần hộ vệ. Lại nữa, này Phổ Quảng, như có người thiện nam, người thiện nữ nào có thể đối trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà trỗi các thứ kỹ nhạc, ngâm ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường, cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người. Những hạng người đó ở trong đời hiện tại cùng thuở vị lai sau thường được 100.000 vị quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, còn không cho những việc hung dữ đến tai người đó, huống là để cho người đó phải chịu các tai vạ bất ngờ. Khinh chê mắc tội. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau, như có người ác và ác thần, ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam, người thiện nữ quy y cung kính, cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà giọng sinh khinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê, cho đến sinh lòng chê bai trong chừng một niệm, thời những kẻ như thế đến sau khi 1000 đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt cả, bị tội báo khinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội khổ rất nặng. Qua khỏi hiền kiếp này mới được thọ thân ngạ quỷ, rồi mãi đến 1000 kiếp sau mới thọ thân súc sinh, lại phải trải qua đến 1000 kiếp nữa mới đặng sinh làm người.
giàu được làm người nhưng ở vào hạng bần cùng hèn hạ tật nguyền thiếu sức, hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không bao lâu phải sa đọa vào ác đạo nữa. Này Phổ Quảng, khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội báo xấu khổ như thế, huống nữa là tự sinh ác kiến mà khinh chê phá diệt. Tiêu tội chướng. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau, như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm, đến nỗi thành bệnh lao, bệnh bại, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ. Đây đều bị nơi nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam, người nữ không thể biện rõ việc đó. Chỉ phải nên đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát, to tiếng mà đọc tụng kinh này một biến. Hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh thường ưa tiếc như y phục, đồ quý báu, nhà cửa ruộng vườn, vân vân. Đối trước người bệnh cất tiếng lớn mà sướng lên rằng: chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này đối trước kinh tượng, đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ. Sướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt, thời hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng sướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung, thời giàu cho từ trước có tội dạ nặng nhẫn đến 5 tội vô gián, cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sinh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước. Huống nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả báo chắc đặng nhiều lợi lớn. Này Phổ Quảng Bồ Tát, vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này, cho đến chỉ trong một niệm ngợi khen kinh này, hoặc là có lòng cung kính đối với kinh, thời ông cần phải dùng 1000000 phương trước khuyến hóa người đó, phát lòng siêng năng chứ đừng thối thức, thời có thể được 1000000 muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. Siêu độ vong linh. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, như những chúng sinh đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc trong chiêm bao, thấy các hạng quỷ, thần nhẫn đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt. Đó đều là gì? Hoặc cha mẹ, con em, hoặc chồng vợ, quyến thuộc trong 1 đời, 10 đời hay 100 đời, 1000 đời về thuở quá khứ, bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não, nên mới về bách bảo với người có tình cốt nhục trong đời trước, cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo. Này Phổ Quảng, ông nên dùng sức oai thần, khiến hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, chí tâm tự đọc kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến, hoặc đến 7 biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc đương mắc trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ đặng giải thoát, cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa. Khỏi đu lệ. Lại nữa, này Phổ Quảng, như đời sau này có những hạng người hạ tiện, hoặc tớ trai, hoặc tớ gái, dẫn đến những kẻ không được quyền tự do, rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra, cần phải sám hối đó, thời nên chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong 7 ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ 1000000 biến.
những người trên đó sau khi mãn báo thân hạ tiện ở hiện đời, trong nghìn muôn đời về sau thường sinh vào bậc tôn quý, trọn không bao giờ còn phải sa đọa vào ba đường ác khổ nữa. Xin con dễ nuôi. Lại dày nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, về trong thuở sau này, nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng Sát Đế Lợi, Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác, như có người nào mới sinh đẻ hoặc con trai hoặc con gái, nội trong 7 ngày, sớm vì đứa trẻ mới sinh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Được vậy, thời đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sinh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội dạ chi cũng đặng thoát khỏi cả, nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi, lại thêm được sống lâu. Còn như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọ sinh, thời đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Ngày thập trai tụng kinh được phước. Lại dày nữa, này Phổ Quảng, trong mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30, 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi, huống nữa là những kẻ buông lung, giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, trăm điều tội lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sinh nào trong 10 ngày trai kể trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật, Bồ Tát, Hiền, Thánh để đọc tụng kinh này một biến, thời chung quanh chỗ người đó ở, bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, trong khoảng 100 do tuần, không có xảy ra những việc tai nạn. Còn chính nhà của người đó ở, tất cả mọi người, hoặc già hoặc trẻ, về hiện tại và vị lai, đến 100.000 năm, xa khỏi hẳn các ác đạo. Trong 10 ngày trai trên đây, nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải mắc phải bệnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật. Này Phổ Quảng, vì thế nên biết rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết 100.000 muôn ức những sự oai thần lực lớn, nhiều lợi ích cho chúng sinh như thế. Chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với Ngài Địa Tạng Đại Sĩ. Những chúng sinh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng 3 chữ hay 5 chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thời những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại, 100.000 muôn đời về vị lai thường được thác sinh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp. Danh hiệu của kinh. Khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bày ngợi khen Ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, Ngài Phổ Quảng Bồ Tát liền quỳ xuống, chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị Đại Sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi. Sau nay vì muốn những chúng sinh trong đời sau này rõ biết các sự lợi ích đó, nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng, kinh này có 3 danh hiệu. Một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh. Đây là tên thứ 2, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thể Lực Kinh. Đây là tên thứ 3. Do vì Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, Ngài Phổ Quảng Bồ Tát tin chịu, chắp tay cung kính lễ Phật lui ra. Lợi ích cả kẻ còn người mất.
phẩm thứ bảy, khuyên tu thánh đạo. Lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong cõi Diêm Phù sinh tâm động niệm, không chi là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành, phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu. Còn hoặc khi gặp duyên sự bạo ác chẳng lành, lại lần lần thêm lớn. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lún lút sâu. Những người đó hoặc gặp hàng thiện tri thức đội dùng đá bớt cho, hoặc là đội dùng hết cả, vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy, khuyên gắng, làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi bùn lầy đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sinh quen theo thói ác, bắt đầu từ mảy muốn, rồi lần đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sinh quen theo thói chẳng lành ấy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết. Cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo, suy tính đến quả báo, thời đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo. Song nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo, cho nên các điều tội ác của người đó thảy đều tiêu sạch. Như sau khi người đã chết, lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn chốn ác đạo, được sinh lên cõi trời, hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì lẽ trên đó, đêm nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời, rồng, tám bộ chúng, người với phi nhân, vân vân, mà có lời khuyên bảo những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề. Ngày lâm chung, kẻ thân thuộc phải cẩn thận, chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành. Cũng đừng tế lễ quỷ, thần, cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì giết hại cho đến tế lễ đó, không có một mảy muốn chi lợi ích cho người chết cả. Chỉ có kết thêm tội duyên của người đó, làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó, hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi, đã chứng đặng phần thánh quả, sẽ sinh vào cõi trời, cõi người. Nhưng bị vì lúc lâm chung, hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người chết đó mắc lấy ương lụy phải đối biện, chậm sinh vào chốn lành. Huống gì là người kia chết, lúc sinh tiền chưa từng làm được chút phước lành, đều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà tự phải bị sa đọa vào ác đạo. Hàng thân thuộc nỡ nào để làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn 100 cân. Bỗng gặp kẻ lân cận lại gửi một ít đồ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khốn khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, ở nơi trong giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng sợi lông, giọt nước, bằng một hột cát, một mảy bụi nhỏ, thời tất cả chúng sinh đó đều tự mình được lợi ích cả. Trưởng giả Bạch hỏi: Khi ngài Địa Tạng nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sinh hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sinh trong 10 phương. Ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sinh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu các công đức cho đến thiết trai cúng dường, làm những phước lành, thời người chết đó
có đặng lợi ích lớn, cùng đặng giải thoát chăng? Kẻ còn người mất đều được lợi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sinh trong hiện tại này, cùng thuở vị lai sao, nương nơi oai thần của Đức Phật mà nói lược về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sinh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát hay danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Như có người nam cùng người nữ nào, lúc sinh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, sau khi người mạng chung, hàng thân quyến, kẻ lớn, người nhỏ, vì người chết mà tu tạo phước lợi, làm tất cả việc về thánh đạo, thời trong bảy phần công đức, người chết nhờ đặng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cớ trên đây, nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai, nghe lời nói vừa rồi đó, nên cố gắng mà tu hành, thời đặng hưởng trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước. Trong 49 ngày như ngây như điếc, hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Khi thẩm định xong, thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó, thời đã nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sinh, ở trong 49 ngày, luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Qua khỏi 49 ngày, thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Người chết đó, nếu là kẻ có tội, thời trải qua trong trăm nghìn năm, không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián, thời phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trăm nghìn kiếp muôn kiếp. Lại vậy nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sinh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung, hàng cốt dục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó. Thời khi sắm sửa chưa rồi, cùng trong lúc đương làm, chớ có đem nước gạo, lá rau, vân vân đổ giải ra nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật cùng tăng, thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó chọn không được mảy phước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch, đem dâng cúng cho Phật cùng tăng, thời trong bảy phần công đức, người chết hưởng được một phần. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sinh trong cõi diêm phù, sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thời những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều đặng lợi ích cả. Lúc Ngài Địa Tạng nói lời này, tại cung trời Đao Lợi có số nghìn muôn ức Na Vô Tha quỷ thần cõi diêm phù đề đều phát tâm bồ đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biện vui mừng vâng lời dạy, làm lễ mà lui ra. Các vua Diêm La khen ngợi. Phẩm thứ 8. Diêm La Vương cùng Quỷ Vương dân tập. Lúc đó trong dãy núi Thiết Di có vô lượng Quỷ Vương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời Đao Lợi đến chỗ của Đức Phật. Các vị Quỷ Vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tránh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điển Quang Quỷ Vương, Lan Nha Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Súc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương,
ngũ mục quỷ dương, kỳ lợi thất dương, đại kỳ lợi thất dương, kỳ lợi xoa dương, đại kỳ lợi xoa dương, anatra dương, đại anatra dương. Những vị đại quỷ dương như thế vân vân, mỗi vị cùng với trăm nghìn tiểu quỷ dương, cả thảy ở trong cõi Diêm Phù Đề đều có chức trách, đều có phần chủ trị. Các vị quỷ dương đó cùng với vua Diêm La nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đồng lên đến cung trời Đao Lợi, đứng qua một phía. Vua Diêm La bạch Phật: bây giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ dương nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này, mà cũng là vì chúng con đặng phước lành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bây giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường dùng trăm nghìn phương trước để cứu độ những chúng sinh mắc phải tội khổ, ngài không từ mệt nhọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn được như thế, nhưng sao hàng chúng sinh vừa đặng thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sinh chẳng chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Phật giảng sở nhân. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tính tình cứng cỏi, khó dạy khó sửa. Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sinh đó, làm cho sớm được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, mà làm cho chúng sinh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề kết nghiệp dữ, phạm tội nặng, nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại, làm nhọc cho ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào con đường hiểm. Trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa, cùng hùng sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Người quên đường đó ở trong đường hiểm chừng giây lát nữa sẽ bị hại. Có một vị tri thức hiểu nhiều pháp thuật lạ, có thể trừ sự độc hại đó, cho đến có thể trừ quỷ dạ xoa, các loại ác độc vân vân. Chợt gặp người quên lạc đường kia đương muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bảo rằng: ô hay, này ông kia, có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nạn này? Ông có pháp thuật lạ gì có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người lạc đường đó bỗng nghe lời hỏi trên mới rõ là đường hiểm nạn, bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó. Vị thiện tri thức ấy nắm tay dìu dắt dẫn người lạc lối đó ra ngoài đường hiểm nạn, khỏi các sự độc hại, đến nơi con đường tốt, làm cho được an ổn, rồi bảo rằng: này người lạc đường, từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó ắt khó ra khỏi đặng, lại còn phải bị tổn tính mạng. Người lạc đường đó cũng sinh lòng cảm trọng. Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại dặn thêm: nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng những người đi đường, hoặc trai hay gái, thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tính mạng, chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn, cứu vớt chúng sinh mắc tội khổ, muốn cho chúng nó sinh lên cõi trời người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp.
những chúng sinh tội khổ đó rõ biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi, khi đã được ra khỏi, chẳng còn trở vào nữa. Như người quên đường kia lạc vào đường hiểm, gặp vị thiện tri thức dẫn dắt cho ra khỏi, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại bảo chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình là quên đường nên đi lạc vào đó, nay đặng thoát khỏi rồi, trọn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào đường ấy nữa, thời là còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mất mạng. Như chúng sinh bị đọa vào chốn ác đạo, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện cứu vớt cho được thoát khỏi, sinh vào cõi trời, rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa. Nếu chúng sinh đó kết nghiệp ác quá nặng, thời ở mãi chốn địa ngục, không lúc nào được thoát khỏi. Quỷ Dương bày thiện nguyện. Bây giờ, ác độc Quỷ Dương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng Quỷ Dương số đông vô lượng ở trong cõi Diêm Phù Đề. Hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới, ác nhiều lành ít. Đi qua sân nhà người, hoặc thành ấp, xóm làng, trại vườn, buồng nhà, trong đó như có người trai kẻ gái nào tu được chút phước lành bằng mấy lông sợi tóc, cho đến treo một lá vang, một bảo cái, chút hương, chút hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc đọc tụng tôn kinh, đốt hương cúng dường một bài kệ, một câu kinh, vân vân. Hàng Quỷ Dương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ các đức Phật thuở quá khứ, đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho diệt dữ cùng sự tai nạn bất kỳ, bệnh tật hiểm nghèo thình lình, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, huống là để vào cửa. Đức Phật khen Quỷ Dương rằng: Hay, tốt thay, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam, người thiện nữ như thế. Ta cũng truyền cho các vị trời Phạm Dương, Đế Thích hộ vệ các ông. Chủ mạng trình thưa. Khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong Pháp hội có một vị Quỷ Dương tên là Chủ Mạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề. Khi sinh khi tử, con đều coi biết đó. Cứ theo nơi bổn nguyện của con, thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sinh không hiểu ý của con, nên đến nỗi khi sinh khi tử đều không được an ổn. Tại làm sao thế? Khi sinh nở, nên làm lành kiêng ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sinh, không luận là con trai hay con gái, khi sắp sinh ra chỉ nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa. Thời thổ địa vui mừng không xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi. Hoặc khi đã hạ sinh rồi, nên cẩn thận chớ có giết hại sinh vật, để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn, cùng nhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca sang đờn sáo. Nếu làm những việc trên đó, có thể làm cho người mẹ, đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sinh sản nguy hiểm đó, có vô số loại quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh. Giờ có con sớm đã sai các vị thần linh xá trạch thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích. Người ấy thấy mình được an ổn, thời đáng lẽ nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, mà trái lại giết hại loài sinh vật, hội họp thân quyến. Vì lẽ này đã phạm tội lỗi, tất phải tự thọ lấy tai vạ, mẹ con đều tổn. Lúc chết nên tu phước. Lại người trong cõi Diêm Phù Đề, đến lúc mạng chung, không luận là người lành hay kẻ dữ,
con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn ác đạo. Huống gì là người lúc sinh tiền biết tu tạo cội phước lành, giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra hình cha mẹ, dẫn đến hóa làm người thân quyến, dắt dẫn thần hồn người chết, làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo. Huống chi là những kẻ lúc sinh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề, lúc lâm chung thời thần thức hôn mê, không biện được lẽ lành điều dữ, cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hết. Hàng thân quyến của người lâm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, tụng đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phúc lành, như thế có thể cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo. Các thứ ma, quỷ, ác thần thảy đều phải lui tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh lúc lâm chung nếu đặng nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu, một bài kệ kinh điển Đại Thừa, con xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gián cùng tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải xa vào chốn ác đạo, liền đặng thoát khỏi cả. Đức Phật căn dặn. Đức Phật bảo chủ mạng quỷ dương rằng: ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sinh tử cứu hộ chúng sinh như thế. Như về trong đời sau này, có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãm lời nguyện trên đó, đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui. Chủ mạng quỷ dương bạch cùng Đức Phật rằng: xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề, lúc sinh lúc tử đều làm cho được an vui cả. Chỉ trông mong các chúng sinh trong lúc sinh cùng lúc tử tin theo lời của con đã nói trên, thời đều giải thoát đặng lợi ích lớn. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: vì đại quỷ dương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây, đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị quỷ dương, ủng hộ chúng sinh trong lúc sinh cùng khi tử. Đó là bậc Bồ Tát đại sĩ, vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ, chứ thiệt thời không phải quỷ. Quá 170 kiếp sau, ông đó sẽ được thành Phật hiệu là Vô Tướng Như Lai. Kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị đại quỷ dương đó không thể nghĩ bàn như thế. Hàng trời cùng người được vị ấy độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng. Xưng danh hiệu chư Phật. Phẩm thứ 9. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sinh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong dòng sinh tử đặng nhiều lợi ích lớn. Cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: nay ông muốn khởi lòng từ bi, cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường, mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta dầu có vào Niết Bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sinh lòng cung kính, liền đặng siêu diệt tội nặng sinh tử trong 40 kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán. Người này được vô lượng vô biên phước lợi. Lại hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khảy móng tay,
người này trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chính giác. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1000 lần sinh lên 6 tầng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm. Lại bất khả thuyết, bất khả thuyết, vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán, người này nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong hiền kiếp làm vị Đại Phạm Dương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sinh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sinh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A-La-Hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca-Sa-Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sinh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Dương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hà chư Phật nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thuở quá khứ, có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Dương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Dương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật. Có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế. Tất cả chúng sinh trong thời hiện tại cùng thuở vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sinh đó lúc sinh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà dẫn đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, quyển trung hết. Bổn hạnh Địa Tạng, thệ nguyện rộng sâu, gậy vàng châu sáng độ chúng sinh. Địa ngục khổ không ngằn, tinh tấn kiền thành, khỏi mắc khổ trầm luân. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Phẩm thứ 10. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí, có nhẹ, có nặng. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những sự ấy tại làm sao thế? Cuối xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Này ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời Đao Lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tể phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sát đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ biết ngây mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó, vân vân, muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi. Các vị quốc vương đại thần đó, vân vân, đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hàng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vị quốc vương đó, vân vân, phát tâm đại từ bi đối với kẻ sức mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này. Trong 100.000 đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ để thọ dùng như y phục, đồ uống ăn, vân vân. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, vân vân, gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn hay Bích Chi Phật, đích thân tự sửa sang, cúng dường, bố thí. Vị quốc vương đó sẽ đặng trong 3 kiếp làm vị trời đế thích, hưởng sự vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới, thời vị quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời Đại Phạm Thiên Vương. Lại thế này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, vân vân, gặp chùa tháp của Đức Phật thuở trước hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rách rã, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Vị quốc vương đó hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, cho đến khuyến hóa 100.000 người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành. Vị quốc vương đó trong 100.000 đời thường làm vua chuyển luân, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong 100.000 đời thường làm vua nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp, có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chính giác, được như vậy, thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn, vô lượng, vô biên. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương hay hàng bà la môn gặp những người già yếu tật bệnh và kẻ phụ nữ sinh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sinh lòng từ lớn, đem thuốc men, cơm nước, giường chiếu bố thí làm cho những kẻ ấy được an vui, phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 kiếp thường làm vua trời Tịnh Cư, trong 200 kiếp thường làm vua 6 tầng trời cõi dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo, cho đến trong 100.000 đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, rốt ráo sẽ thành Phật đạo. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương và bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế, sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả.
huống gì cả những quả trời Phạm Dương, trời Đế Thích, vua Chuyển Luân. Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sinh đều phải học theo như thế. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong Phật Pháp mà gieo trồng chút ít cội phước lành chừng bằng cái lông, sợi tóc, hột cát, mẩy bụi, phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua Chuyển Luân mà bố thí cúng dường, thời đặng vô lượng phước lành, thường sinh ở cõi người, cõi trời, hưởng sự vui thù thắng, di diệu. Như có thể đem công đức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sinh, thời phước lợi của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh, rồi phát tâm ân cần, trân trọng cung kính ngợi khen, bố thí cúng dường, người ấy được quả báo lớn, vô lượng, vô biên. Nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh, thời phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển Đại Thừa, nếu là kinh tháp mới, thời bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng, lễ lạy ngợi khen, chắp tay cung kính. Nếu gặp kinh tháp cũ hoặc hư rách, thời sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm. Những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đàn diệt chính đó thường làm vua Chuyển Luân, lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Lại vậy nữa, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đã gieo trồng trong Phật Pháp, hoặc là bố thí, cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một sợi lông, một mẩy bụi, một hột cát, một giọt nước. Những sự lành như thế không luận nhiều ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh. Thời công đức của người đó trong nghìn đời thường hưởng thọ sự vui thượng diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức về sự bố thí như thế đó. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Địa Thần Hộ Pháp. Phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kim Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng, đảnh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn, không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sinh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sinh trong Diêm Phù Đề. Như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sinh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các Ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sinh trong sáu đường trải đến kiếp số, như số cát trong trăm nghìn ức sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam, trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá tre gỗ mà dựng cất cái khám, cái thất. Trong đó có thể họa vẽ cho đến dùng vàng, bạc, đồng, sắt đúc nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm lễ ngợi khen, thời chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích.
những gì là 10 điều. Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sinh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng toại ý cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sinh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này, như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước, lửa, trộm cướp, nạn lớn, nạn nhỏ, vân vân, thảy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây, cát đá, lúa mè, tre lau, gạo thóc, của báo, tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai, huống nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Dương, Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổn nguyện này, tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Thấy nghe được lợi ích. Phẩm thứ 12. Đức Phật phóng quang tuyên cáo. Lúc đó, từ trên đảnh môn, Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báo, tia sáng vòng tròn báo lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn, tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng tia sáng như thế xong, lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà bảo đại chúng rằng: Này tám bộ chúng trời, rồng, người cùng phi nhân, vân vân, lắng nghe hôm nay ta ở tại cung trời Đao Lợi tuyên bày ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không lui sụp nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quán Thế Âm cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy,
quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đầy đủ sức từ bi lớn, Ngài thương xót chúng sinh mắc tội khổ ở trong muôn nghìn ức thế giới, Ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của Ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dầu cho các Đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng Đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cúi mông Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng trời, rồng, vân vân chiêm ngưỡng lễ lạy Ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Đức Phật tán thán và hứa khả. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sinh trong cõi Ta Bà, những hàng trời, rồng, hoặc nam tử nữ nhân, hoặc thần, hoặc quỷ, cho đến chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hãy mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông. Thời những chúng sinh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chính giác, quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sinh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui, di diệu. Khi nhân quả sắp thành thục, liền được Phật thọ ký cho. Này ông sẵn lòng từ bi lớn, thương xót các loài chúng sinh và tám bộ chúng trời, rồng, vân vân, mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Thấy nghe thêm nhiều phước trời. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai sau, có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn, năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ phải đọa lạc nơi chốn ác đạo? Các vị trời đó, hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng suy hao hiện, hoặc thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ. Thời các vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa vào ba ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ uống ăn, vật báo, chuỗi ngọc mà bố thí cúng dường. Thời người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi. Người bệnh được lợi. Lại vậy nữa, này Quán Thế Âm, trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai sau, những hàng chúng sinh trong sáu đường như có kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thì kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cải, nhà cửa, vật báo, y phục, vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay họa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ tất cả tội chướng nghiệp chướng, đáng lẽ phải đọa vào chốn ác đạo, song vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sinh vào cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thù thắng di diệu, tất cả tội chướng thảy đều tiêu sạch, tiên vong được phước. Lại dày nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát,
về đời sau, nếu có kẻ nam tử, người nữ nhân nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, hoặc lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống, mà chết, mất cha mẹ, cho đến chết, mất anh em, chị em. Đến khi người đó khôn lớn, nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến, không rõ đọa lạc vào chốn nào, hay sinh về thế giới nào, hoặc sinh lên cõi trời nào, người đó như có thể tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhẫn đến nghe danh hiệu của Ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, từ một ngày cho đến 7 ngày. Đừng thối thất tâm ban đầu nghe danh hiệu, thấy hình tượng chiêm lễ cúng dường. Thời quyến phục đã sớm khuất của người đó. Nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, tính ra phải chịu đến số kiếp. Nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường của con cái hay của anh em, chị em, nên liền đặng giải thoát, được sinh lên cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu. Còn dư quyến thuộc đã sớm phúc của người đó có phước lành, đã được sinh lên cõi trời, cõi người, hưởng thọ quả vui thù thắng vi diệu rồi. Thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui. Như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ số một muôn biến, sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân, mách cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến sớm phút kia đã sinh về. Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ Tát hiện sức thần thông lớn, tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến, luôn đến 1.000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời. Hiện đời món ăn đồ mặc dư dật, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các sự tai vạ còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Rốt ráo rồi, người đó được Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho. Nguyện lớn sớm thành. Lại dày nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sinh, muốn tu đạo vô thượng chính giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa, y phục, vật báo, đồ ăn uống, vân vân, để cúng dường, chiêm ngưỡng, đảnh lễ. Thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Lại vậy nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu 100.000 muôn ức, đều nguyện 100.000 muôn ức sự về hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy y, chiêm ngưỡng đảnh lễ, cúng dường, ngợi khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như thế, thời nguyện những chi và cầu những chi thảy đều thành tựu cả. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát dẫn đức từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho người đó trong giấc chiêm bao, liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký, được trí huệ. Lại dày nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào sinh lòng rất trân trọng đối với kinh điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghị, muốn đọc muốn tụng kinh điển ấy, dầu gặp đặng bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiện nam đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tụng. Nhưng hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngoạ cụ, vân vân, cúng dường hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát 1 ngày 1 đêm,
sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xây mặt về hướng nam. Khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải cử ngũ tân, rượu, thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưới nước trên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh một phen, nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu kệ nữa: tai nạn tiêu trừ. Lại dày nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về trong đời sau, như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều tật bệnh, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai dạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó, khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nên chí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền đặng an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thảy đều an ổn, vui vẻ. Khỏi hiểm nguy. Lại dày nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sinh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế, thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn, cho đến dầu gặp loài hùng sói sư tử, nhưng tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi chim Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sinh thấy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thời dầu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không biết được. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng sa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chim ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tần sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thành ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh, người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê. Học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng giới hương hoa,
dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đem bưng lấy uống, sinh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng đối luống, trong 21 ngày chớ sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn dạng đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhận đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tường, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, Quan Âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuộc chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dưng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, trốt ráo thành Phật sinh tử khỏi, Quan Âm nên biết gắn tuyên bày, truyền khắp hằng xa nhiều nước cõi. Dặn dò cứu độ nhân thiên. Phẩm thứ 13. Đức Phật giao phó. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đặng. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết. Bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời, rồng, tám bộ chúng đây, một lần nữa đem các hàng chúng sinh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sinh đó phải bị đọa vào ác đạo, dầu là chừng một ngày, một đêm, huống chi lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục, ngủ vô gián, cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tính của chúng sinh cõi Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, còn dư duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó, nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tính của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông, mẩy trần, hột cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thối thất. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa ngục, những chúng sinh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu một kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương chức cứu vớt các chúng sinh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục,
làm cho họ được sinh lên cõi trời, hưởng những sự vui, vi diệu, thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: đời này đời sau chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông, dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Bồ Tát tuân chỉ. Bây giờ Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời sau, nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sinh tử. Huống nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thối chuyển. Hư không tạng bạch hỏi. Lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng vân vân, nghe kinh điển này và cái danh tự của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà nói lược việc ấy cho. 28 điều lợi. Đức Phật bảo Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến độc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn, món uống, y phục, vật báo mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ, thời kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau đây. 1. Các hàng trời rồng thường hộ niệm. 2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn. 3. Chứa nhóm nhân vô thượng của thánh. 4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề. 5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. 6. Những bệnh tật không đến nơi thân. 7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước. 8. Không có bị hại vì trộm cướp. 9. Người khác thấy đến sinh lòng cung kính. 10. Các hàng quỷ thần theo hộ trì. 11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. 12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng dương giả đại thần. 13. Thân tướng xinh đẹp. 14. Phần nhiều được sinh về cõi trời. 15. Hoặc làm bậc vua chúa. 16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước. 17. Có mong cầu chi cũng đều được toại ý. 18. Quyến thuộc an vui. 19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch. 20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn. 21. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 22. Đêm nằm chiêm bao an ổn, vui vẻ. 23. Những người thân tộc đã chết, nếu có tội, thời được khỏi khổ. 24. Nếu về đời trước có phước, thời được thọ sinh về cõi vui sướng. 25. Các bậc thánh ngợi khen. 26. Căn tính lanh lợi, thông minh. 27. Giàu lòng từ mẫn. 28. Rốt ráo thành Phật. 7 điều lợi. Lại vậy nữa, này Hư Không Tạng Bồ Tát, như hàng trời, rồng, quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng 7 điều lợi ích. 1. Mau chứng bậc thánh. 2. Nghiệp ác tiêu diệt. 3.
chư Phật đến ủng hộ. 4. Không thối thất Bồ Đề. 5. Bổn lực được tăng trưởng. 6. Việc đời trước đều rõ biết. 7. Rốt ráo thành Phật. Đại hội tán thán. Bấy giờ, bất khả thuyết, tất cả các Đức Phật và Đại Bồ Tát cùng tám bộ chúng trời rồng ở mười phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bày sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời Đao Lợi rưới vô lượng hương hoa, thiên y, chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi, tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển hạ hết. Bổn thệ Địa Tạng, so nhân trong kinh, tàn tật câm ngọng do tiền sinh, đời nay tụng đại thừa, phước lợi vô cùng, quyết sen báo giảng sinh. Nam Nam Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Nam Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Nam Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Nam Đại Nguyện Địa Tạng Như Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Nam Đại Nguyện Địa Tạng Như Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Nam Đại Nguyện Địa Tạng Như Bồ Tát Ma Ha Tát. Đao Lợi Thế Tôn nói pháp màu, Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu, thánh giáo mãi truyền sao chẳng ngớt. Khắp lợi trời người khỏi khổ sầu. Trời Atula và Xoa Thảy đến nghe pháp đó nên chí tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn. Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường đối với người đời sinh từ tâm, ngày đêm tự mình nương pháp ở, nguyện các thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lợi quần sinh, bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ, xa lìa các khổ về viên tịch, hằng dùng giới hương xoa dốc sáng, thường gìn định phục để giúp thân, hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam Nam Tồi Tà Phụ Chính Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Tồi Tà Phụ Chính Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Tồi Tà Phụ Chính Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Sắc mô đi sô hà